Vũ Hoàng kính chào quý khán thính giả, mời quý vị đến với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do tối thứ Sáu ngày 28 tháng 10. Kính thưa quý vị, Chủ tịch nước Trương Tuấn Sang hứa với Philippines, Việt Nam sẽ tích cực cứu xét những đề xướng của Manila liên quan đến kế hoạch đầu tư trong nhiều lĩnh vực, trong đó có việc thăm dò và khai thác dầu khí tại Philippines, theo khuôn khổ luật pháp quốc gia và quốc tế. Nhà lãnh đạo Việt Nam nói điều này với Bộ trưởng Bộ Năng lượng Philippines Jose Almadras vào ngày hôm qua trong chuyến thăm Philippines. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhân dịp này cũng chứng kiến lễ ký kết 3 thỏa thuận hợp tác về thương mại và đầu tư. Hôm qua, ông đã gặp Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện Philippines, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Á Châu và viếng thăm một số nơi kể cả Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Philippines và Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế. Nhật Bản và Việt Nam sẽ ký kết thỏa thuận thiết lập một liên doanh khai thác đất hiếm nhân dịp hai Thủ tướng Việt Nam và Nhật Bản họp thượng đỉnh vào cuối tháng này tại Tokyo. Nhật báo Nikkei của Nhật Bản loan tin này vào ngày hôm nay. Hai công ty của Nhật Bản cùng công ty khai thác khoán sản Lareco của Việt Nam sẽ lập liên doanh này. Kế hoạch sẽ được thực hiện vào năm 2013 ở mỏ Đông Pao tại tỉnh Lai Châu để đáp ứng 20% nhu cầu đất hiếm của xứ Phu Tàng. Mỏ Đông Pao thuộc huyện Tam Đường chỉ cách biên giới Việt Trung 30 cây số, đỉnh núi Phan Băng ở cách 20 cây số về hướng đông. Việt Nam có nguồn tài nguyên đất hiếm rất dồi dào, phân bố chủ yếu ở miền Tây Bắc tổng trữ lượng 11 triệu tấn và dự báo trong tương lai sẽ là 22 triệu tấn. Quay sang tin khác, thưa quý vị, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Tom Vinsack loan báo ông sẽ thăm Việt Nam và Trung Quốc vào trung tuần tháng tới. Mục đích chuyến đi nhằm tăng cường mối quan hệ thương mại song phương và đưa hàng hóa Mỹ vào thị trường châu Á-Thái Bình Dương. Bộ trưởng Tom Vinsack tuyên bố việc đẩy mạnh hợp tác với những nước như Việt Nam và Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu của Hoa Kỳ nền kinh tế Việt Nam được xem là có tốc độ tăng trưởng nhanh hàng đầu trên thế giới và là thị trường quan trọng đối với hàng nông sản của Mỹ. Theo kế hoạch, thì Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ sẽ hội họp với giới chức Việt Nam, gặp các sinh viên nông nghiệp và cả những công ty lương nông Mỹ đang hoạt động tại Việt Nam. Ông Tom Vinsack sẽ là Bộ trưởng Nông nghiệp tại nhiệm đầu tiên của Hoa Kỳ viếng thăm Việt Nam. Thưa quý vị, Nam Hàn và năm nước thuộc vùng Mekong ngày hôm nay hội đàm lần đầu tiên bàn việc phát triển hợp tác kinh tế. Ngoại trưởng Nam Hàn Kim Sung Hoan và các nhân vật tương nhiệm của Việt Nam, Lào, Thái Lan, Miến Điện và Campuchia thỏa thuận củng cố mối quan hệ kinh tế trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, phát triển nông nghiệp, nông thôn và bảo vệ môi trường. Sáu quốc gia này cũng sẽ hỗ trợ việc trao đổi giữa các khu vực tư doanh và nhà nước liên quan những đề án phát triển, cũng như khuyến khích tư nhân tham gia những dự án phát triển đất nước. Ngoại trưởng sáu quốc gia dự tính gặp nhau hàng năm để duyệt xét thường xuyên mọi vấn đề như vừa nói. Hội nghị năm nước vùng sông Mekong và Nam Hàn phát xuất từ đề nghị hồi năm ngoái của Tổng thống Nam Hàn Lee moon Bắc vào lúc Seoul ra sức mở rộng hợp tác kinh tế với năm nước ASEAN và dự trù trợ giúp đáng kể cho vùng sông Mekong. Hồi năm ngoái, thương vụ giữa Nam Hàn và năm nước Mekong đạt tới 25 tỷ đô la. Và tin cuối cùng, thưa quý vị, hai chính phủ Indonesia và Philippines sắp thiết lập một ủy ban hỗn hợp xúc tiến hợp tác kinh tế song phương. Phát ngôn viên phủ tổng thống cho biết như vậy vào ngày hôm nay. Sau khi được hình thành, Ủy ban sẽ theo dõi chặt chẽ tất cả thỏa thuận song phương, nhất là trong lĩnh vực kinh tế. Chính phủ Indonesia đang nỗ lực tăng tiến nguồn hàng, xuất khẩu sang các nền kinh tế ở các nước đang phát triển, đáng kể như ở châu Á, nhằm chuyển hướng xuất khẩu và giảm sự lệ thuộc vào những thị trường truyền thống của Jakarta như tại Âu Mỹ sau cuộc khủng hoảng nợ nần ở châu Âu và giữa thời buổi suy trầm kinh tế của Hoa Kỳ. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin truyền hình của Đài Châu Tự Do. Vũ Hoàng xin kính chào tạm biệt.